xuống tận nơi đẹp không các bạn. Đây từ lúc mình tắm ở đây rồi. Đấy, bên kia thấy mình đang chạy ở đây tắm. Oh. Hát sông bay ho hòa bình ở trên sông Danh thôi. Sông Dây, hồ sông Dây giao nhau giữa Đồng Nai và Vũng Tàu. Thác chỉ xuống mãi dưới này. Đó, làm cái nhà ra giữa suối cơ. Làm du lịch nhà cho khách nghỉ. Đây là thác bay hầu Hòa Bình ở sông Dây. À, các bạn nhìn nó đẹp không? Rất tuyệt vời. Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Chúng tôi chuyên cung cấp thực phẩm cho camping, dã ngoại, du lịch. Hotline 0784 555 569 hoặc 0979 500 066. Email coa@globergarden.vn, website globergarden.vn hoặc www.camping-food.com. Đá. Đây nằm giữa dòng suối dưới tán cây. Xuống tận nơi đẹp không các bạn. Đây từ lúc mình tắm ở đây rồi. Bên kia thấy mình đang chạy ở đây tắm. Oh. Hát rồi được.
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam.